Bà chủ đây mà được có những người con cháu này, anh em họ hàng này mà đã có sức khỏe làm ăn kinh tế đi lên rồi, hôm nay tổ chức một cái ngày sinh nhật tại đây. Đây xem cái mâm cơm chứ các bạn, nó là cái hay không?
cùng chết lên đi. Thế các bà đến đây chúc thọ cho nhau nhá. Chúc thọ mời rượu nhau để cho vui nhá. Chúc thọ cho nhau đi về ăn cơm nhá. Chào các bạn nhá. À, hôm nay là ngày sinh nhật của ông Vi Đốc mà tròn 62 tuổi. Mà đến đây đã làm sinh nhật rồi mà mọi người đến đây để chúc cho ông là chắc là trẻ mãi không già kìa. Chúc trẻ mãi không già. Đây là các bạn đây toàn là con cháu anh em, vừa là bạn bè mà nhất là những người bạn bè thân nhất tại đây mà đã có một bữa cơm rất thân mật. Đúng rồi. Vâng ạ. À, xin mời nâng chén với nhau để chúc mừng sinh nhật cho ông ạ. Mời ông một ly đi. Tất cả mời nhau cùng nhau chén làm chén rượu. Mọi người cùng uống với hôm nay là mọi người đến đây để mừng sinh nhật cho ông mà. Thứ nhất là chúc ông trẻ mãi không già. Đây, tôi xin mời. Đây, mời ông chén. Ôi ôi, thế cả. Uống với chai một bao rồi chén đấy. Tôi cũng vui mừng nhất là mấy anh em đến đây mừng sinh nhật mà cùng nhau chén rượu nhá. 1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, rô. Uống đi. Chưa đủ liều. Đủ tí liều thôi. Hôm ấy kém rồi này. Rồi, hello nhá. Hello, xin chào. Đây có các bà đây. Nhất là những các bà mà dù có già nhưng mà vẫn nhìn vẫn còn trẻ mà mừng sinh nhật cho nhau tại đây là chúc nhau sức khỏe rất là vui. Xin mời các cô nâng nhau chén rượu ạ. Đây nâng nhau chén rượu. Rồi. Nào, xin mời các cô nâng nhau chén rượu nhé. Uống nha. Ôi, ăn thải cái này. Ôi, leo cái gì? Đây ra.